mình không phí cái công mình bỏ ra với rô tô. Cách âm đã giảm đi khoảng 80% cái tiếng ồn. Phim cách nhiệt Cronos tại Proto như thế nào ạ? Sau thời gian mình sử dụng ạ? Thì cách đây hơn một tuần tôi có đem cái xe của tôi là chiếc Innova 2021 bản G. Và mới vừa nhận ở hãng về thì nói chung là tiếng ồn của nó không được theo yêu cầu. Thì tôi có đến rổ ô tô và làm cái gói cách âm chống ồn và cách nhiệt, phim cách nhiệt. Thì sau một ngày với sự nhiệt tình của anh em ở rổ ô tô cộng thêm cái sự anh em quản lý rất nhiệt tình ở đây và đã làm cố gắng để làm cho hoàn thiện cái xe, và trong một ngày xe của tôi đã xong hoàn thiện. Và trên đường về thì tôi mới trải nghiệm được rằng là mình không phí cái công mình bỏ ra với rô tô. Cách âm đã giảm đi khoảng 80% cái tiếng ồn, và cách nhiệt thì nói chung là không còn cái nhiệt độ cao như ngày xưa nữa. Thì tôi mong rằng Pro Auto sẽ hướng tới đây là sẽ phát triển hơn để làm sao cho các gói dịch vụ của Pro Auto được cải tiến hơn nữa, và các phương tiện sẽ hoàn thiện tốt hơn trong thời gian tới. Dạ vâng, cảm ơn anh ạ.